dù phóng 22 quả hỏa tiễn, Iran cố tình không gây thương vong cho binh sĩ của Mỹ. Và theo phân tích của CNN, dù tiến hành không kích bằng tên lửa vào hai căn cứ Al-Asad và Erbil có binh sĩ của Mỹ đồn trú ở Iraq, chính quyền Iran vẫn muốn tránh thương vong hoặc không muốn gây thiệt hại nhân mạng tối đa cho phía Hoa Kỳ. Một trong những lý do là Iran biết rõ vụ tấn công vào khoảng 2 giờ sáng là thời điểm các binh sĩ còn đang ngủ, do đó khả năng gây thương vong thấp hơn. Bên cạnh đó, Iran biết rõ Hoa Kỳ có khả năng phòng không hùng hậu và đang cảnh giác cao độ, đồng thời muốn biết hiệu quả của tên lửa có thể lên đến mức nào trước kỹ thuật hiện đại của Hoa Thịnh Đốn. Theo giả thuyết của CNN, một là lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei không nắm rõ năng lực của quân đội Iran đến đâu, cũng như đánh giá quá mức về hiệu quả vụ không kích. Tuy nhiên, khả năng này rất khó xảy ra vì ông Khamenei rất am tường về quân sự. Hai là Iran cố ý tấn công vào ban đêm với số lượng hỏa tiễn rất ít. Điều này có thể hợp lý hơn nếu xét về việc Tehran lẫn Washington đều không muốn vướng vào cuộc chiến tranh vô nghĩa và kéo dài. Ba là Iran đang cố ý khiến Hoa Kỳ hiểu sai rằng quân đội Iran yếu kém, trong lúc Iran nghiền ngẫm tới một phản ứng bất đối xứng dữ dội hơn. Điều này đòi hỏi sự nhạy bén chiến lược từ phía chính phủ Iran, hiện nay đang bị chia rẽ giữa hai phe cứng rắn và ôn hòa. Giả thuyết thứ ba cũng đồng nghĩa với việc Tehran khá chắc chắn rằng không có người Mỹ nào thiệt mạng trong vụ không kích. Theo phân tích của CNN, nếu như vụ phóng tên lửa lúc rạng sáng ngày 8 tháng 1 là toàn bộ hành động đáp trả của Iran, thì chắc chắn không có ai dự đoán rằng đòn đáp trả lại bất ngờ, nhanh chóng rõ ràng và thuần túy quân sự đến như vậy.